Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhân ngày kỷ niệm 85 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nơi kết nối tình làng nghĩa xóm, gắn kết cộng đồng, tạo ra sức mạnh tổng hợp xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với Jetstar chuẩn bị khai trương đường bay Vinh Nha Trang. Nhiều địa phương chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ đông để ứng phó với thời tiết bất thường. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2015, sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dẫn đầu đã đến chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Hữu Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hồ Phúc Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao những nỗ lực của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần vui tươi, phấn khởi và gắn kết, thể hiện lòng tin yêu Đảng, Bác Hồ, thực sự đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, khích lệ khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện các phong trào yêu nước trong các cộng đồng dân cư. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Mặt trận tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở. Mặt trận Tổ quốc các cấp cần nâng cao chất lượng cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đồng thời chăm lo xây dựng đội ngũ mặt trận các cấp vững mạnh. Hôm nay kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Đã từ lâu, Ngày hội Đại đoàn kết đã trở thành một ngày hội mang nhiều ý nghĩa thiết thực và sâu sắc, là sợi dây kết nối tỉnh làng nghĩa xóm, gắn kết cộng đồng, tạo ra sức mạnh tổng hợp để chung sức đồng lòng thực hiện thành công các phong trào thi đua yêu nước theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Ngày hội Đại đoàn kết hàng năm là dịp để người dân mọi lứa tuổi ở khu dân cư gặp gỡ, giao lưu, vui chơi giải trí với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các trò chơi dân gian truyền thống của cộng đồng, tổ chức bữa cơm đại đoàn kết. Từ đó, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, động viên nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư ngày một phát triển. Đại đoàn kết bây giờ nó trở thành cái tiềm thức, cái máu thịt trong người dân rồi. Đang hàng năm như vậy thì người dân và ở từng thôn xóm đã có một cái ngày gọi là ngày đại đoàn kết để phát huy cái truyền thống đó và nhắc nhở bà con đồng bào cũng như là gia đình từng gia đình một. Ngày hội đại đoàn kết năm nay, Mặt trận Tổ quốc các huyện thành thị trong tỉnh đều trích từ nguồn quỹ về người nghèo để hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, tặng quà cho hộ nghèo. Đối với huyện Quỳ Hợp, ngoài hỗ trợ khởi công xây dựng 9 ngôi nhà đại đoàn kết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện còn xây dựng 8 mô hình thoát nghèo bền vững và tặng 30 suất quà cho các hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Còn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Cửa Lò cùng hỗ trợ xây dựng 26 ngôi nhà đại đoàn kết với tổng số tiền hơn 550 triệu đồng, tặng 65 suất quà cho hộ nghèo. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện thành thị còn phát động ban mặt trận các xã thị trên địa bàn tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Tập trung vào cái tổ chức cái ngày hội đại đoàn kết để khơi dậy các cái giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện. Trong cái dịp này thì nhân cái ngày đoàn kết này thì để đồng bào tiếp tục phát huy các cái giá trị văn hóa, đặc biệt là các cái hoạt động truyền thống như là thi đi cà kheo, khắc luống. 71 trên 71 khu dân cư của năm nay đều tổ chức cả phần hội và phần lễ. Như vậy thì và bữa cơm đại đoàn kết,
Năm nay là cái năm mà cái số khối khu dân cư tổ chức cái bữa cơm đại đoàn kết đông nhất. Và đặc biệt là cái tinh thần làm cái chủ nhật xanh của nhân dân đã và đang hiện nay thì đã các phường đã tiến hành tổ chức ngày chủ nhật xanh vào đúng ngày 15 tháng 11. Với hai phần lễ và hội, ngày hội đại đoàn kết không chỉ tổng kết cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa và phát động các phong trào thi đua yêu nước, mà đây còn là dịp để bà con bảo tồn và lưu giữ những trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa văn nghệ, ẩm thực truyền thống của từng dân tộc. Với chủ đề xanh và sạch, ngày hội đại đoàn kết năm nay, các khu dân cư trong toàn tỉnh đều ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tại nhà văn hóa khối xóm bản. Dịp này, các cấp Mặt trận Tổ quốc trong toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng hàng trăm ngôi nhà đại đoàn kết, tặng hàng nghìn suất quà cho các hộ nghèo trong tỉnh. Vì nhân dịp này thì để chúng ta cùng tổ chức tập hợp rồi là cái sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thứ hai nữa là các hoạt động ý nghĩa của ngày đại đoàn kết này thì đảm bảo được các nội dung. Thứ nhất là làm tốt công tác các khu dân cư, làm tốt công tác tuyên truyền các cái chủ trương chính sách của Đảng nhà nước, rồi các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, nhất là cái các cái văn hóa truyền thống của các cái đồng bào dân tộc, rồi các cái vùng miền. Bên cạnh thắt chặt thêm tình gắn bó của cộng đồng, ngày hội đại đoàn kết hàng năm còn là dịp để các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, cùng sinh hoạt với nhân dân, qua đó thắt chặt mối quan hệ với nhân dân, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó, thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020. Chiều nay, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Thanh Điền, Ủy ban Nhân dân tỉnh có cuộc làm việc với Công ty Cổ phần Hàng không Jetstar Pacific chi nhánh miền Bắc về việc phối hợp để mở đường bay Vinh Nha Trang. Đến nay, Jetstar Pacific đã khai thác 26 tuyến bay nội địa, trong đó năm 2015 mở 15 tuyến bay nội địa. Theo kế hoạch, đường bay Vinh Nha Trang sẽ được khai thác từ 4 đến 5 chuyến một tuần, bắt đầu từ tháng 12 năm 2015, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của không chỉ người dân Nghệ An mà còn của cả khu vực Bắc Trung Bộ. Đường bay dự kiến khai trương vào ngày 15 tháng 12. Cùng ngày, Jetstar Pacific sẽ mở thêm đường bay Sài Gòn-Đà Lạt, Hà Nội-Tuy Hòa. Vì thế, ngay từ bây giờ, hãng cùng với các cơ quan truyền thông các điểm đến và đi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời có các chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Thanh Điền đánh giá cao nỗ lực của Công ty Cổ phần Hàng không Jetstar trong việc xúc tiến mở đường bay, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân trên địa bàn và các vùng phụ cận. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cam kết, Nghệ An, các cơ quan truyền thông, các sở ngành cấp tỉnh sẽ có giải pháp hỗ trợ tốt nhất trong công tác tuyên truyền, quảng bá đường bay mới của Jetstar Pacific. Đồng chí Huỳnh Thanh Điền cũng đề nghị về phía Công ty Cổ phần Hàng không Jetstar Pacific chi nhánh miền Bắc cần nghiên cứu bố trí lịch bay phù hợp, nâng cao chất lượng dịch vụ bay, phục vụ khách hàng tốt nhất. Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng biên soạn Bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo xây dựng Bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh. Hội thảo đã giới thiệu các thông tư, quyết định của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và về công bố định mức các hao phí xác định giá cả máy và thiết bị thi công xây dựng. Ngoài ra, hội thảo cũng đã nghe đơn vị tư vấn trình bày về các bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hội thảo cũng đã giải đáp các băn khoăn, vướng mắc của các đại biểu về đơn giá xây dựng cơ bản trong quá trình thực tiễn đang diễn ra hiện nay. Cho ý kiến về vấn đề này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Thanh Điền yêu cầu đơn vị tư vấn, các thành viên hội đồng biên soạn tiếp thu, hoàn chỉnh các nội dung của bộ đơn giá xây dựng cơ bản, rà soát điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn và đúng với quy định của nhà nước.
Một số đơn giá của các công trình đặc thù yêu cầu các thành viên hội đồng tiếp tục nghiên cứu để có bảng giá phù hợp, giao Sở Xây dựng hoàn chỉnh các thủ tục trình Ủy ban Nhân dân tỉnh để sớm ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản. Nghe và cho ý kiến đề án tăng cường thực hiện công tác xây dựng quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An là nội dung cuộc họp Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức chiều nay. Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Nghệ An là địa phương đông dân cư nên nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp rất lớn, đứng thứ ba trong cả nước, cũng như lượng thông tin lý lịch tư pháp lớn hơn so với nhiều địa phương. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Đại cho rằng xây dựng cơ sở dữ liệu tư pháp là một nhiệm vụ quan trọng nhằm phục vụ việc tra cứu thông tin và cấp phiếu lý lịch tư pháp được kịp thời, chính xác theo quy định của luật lý lịch tư pháp. Đề án đã xác định rõ việc xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp phục vụ cho công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp được kịp thời, chính xác theo quy định của luật tư pháp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở tham gia ý kiến của sở ngành liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Đại yêu cầu Sở Tư pháp xây dựng đề án bố cục thật hợp lý, chặt chẽ, ngắn gọn trên cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn. Đề án bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp, tăng biên chế, cơ sở vật chất để Sở Tư pháp hoàn thành nhiệm vụ. Sáng nay, Trường Trung cấp Nghề Kinh tế Công nghiệp Thủ công nghiệp Nghệ An tổ chức lễ khai giảng năm học 2015-2016 và kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tới dự có đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học 2015-2016, Trường Trung cấp Nghề Kinh tế Công nghiệp Thủ công nghiệp Nghệ An đón nhận 377 tân học sinh. Nhà trường tiếp tục thực hiện các chiến lược đổi mới, trong đó tập trung nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng đào tạo. Tặng hoa chúc mừng cán bộ giáo viên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2015-2016, đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những vị trí cũng như thành quả của trường trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn phát triển làng nghề. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Dịp này, nhà trường vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn đầu phong trào thi đua năm 2014. Thưa quý vị và các bạn, trên mảnh đất xứ Nghệ giàu truyền thống cách mạng và hiếu học, có một ngôi trường được xếp ngang hàng với trường Quốc học Huế ở miền Trung, trường Bưởi ở miền Bắc và với trường Pesutki ở miền Nam. Đó là trường Quốc học Vinh, Huỳnh Thúc Kháng. Thành lập năm 1920, đến nay tròn 95 năm, trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng mà tiền thân là trường Quốc học Vinh và trường chuyên khoa Huỳnh Thúc Kháng vẫn luôn là trường có bề dày truyền thống về dạy tốt, học tốt. Bước sang tuổi 96, nhưng thầy giáo Phạm Nhượng, nguyên hiệu trường Huỳnh Thúc Kháng vẫn còn minh mẫn. Phong trào giáo dục thời ấy, tình đồng nghiệp, rồi tình nghĩa thầy trò trong mưa bom bão đạn của ngôi trường mình gắn bó, thầy vẫn nhớ như in. Và điều mà thầy cảm thấy toại nguyện và phấn khởi nhất sau hơn 35 năm nghỉ làm công tác quản lý là các thế hệ cán bộ và giáo viên, học sinh vẫn phát huy được truyền thống của một trong những ngôi trường dẫn đầu của tỉnh và của cả nước. Tôi nghỉ là 30 năm rồi, nhưng mà bây giờ nhìn lại thì thấy là bước đường đi của trường là vẫn giữ được cái vững vàng tốt đẹp, thành tích cũng lớn, có những cái chưa có nhưng mà chưa có nhưng bây giờ có những cái nắm rất là sôi nổi, cho nên là trong dẫn dạy cũng như trong các cái hoạt động khác mà nhà trường là có nhiều cái tiến bộ rất đặc biệt. Tôi rất hài lòng về cái chỗ đó và cũng tin là bước đi của trường là ngày càng vững vàng, ngày càng đẹp. Từ mái trường này, nhiều học sinh đã trở thành cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, là cán bộ chủ chốt của các bộ ngành từ trung ương tới địa phương, là các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, là anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, là những giáo sư, viện sĩ, tiến sĩ, nhà khoa học, đóng góp cho sự phát triển của địa phương và đất nước. Truyền thống đó, ngày nay, vẫn được các thế hệ giáo viên và học sinh nhà trường
kế tục và phát huy. Là trường dẫn đầu về chất lượng dạy và học trong các trường phổ thông không chuyên của tỉnh, hàng năm tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đều đạt 100%, đỗ đại học cao đẳng đạt tỷ lệ từ 70 đến 90%. Riêng từ năm 2010 đến năm 2015, có trên 90% học sinh đỗ vào các trường đại học, trong đó nhiều em đạt điểm cao trong kỳ thi đại học. Bản thân tôi cũng như các giáo viên của trường Huỳnh Thúc Kháng luôn nỗ lực hết mình, trau dồi về chuyên môn và không ngừng đổi mới về phương pháp dạy học. Bên cạnh cái việc mà đào tạo các cái học sinh phục vụ cho cái việc thi đại học, thì muốn lôi kéo được học sinh giỏi về trường thì bản thân chúng tôi là phải chú trọng đến cái công tác mũi nhọn, đó là bồi dưỡng học sinh giỏi, và kết quả học sinh giỏi có cao thì mới thu hút được các cái học sinh giỏi về trường. Em rất là tự hào khi được là học sinh của khóa 95 trường Quốc học Vinh Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng. Đấy là một ngôi trường có lâu đời và có bề dày truyền thống dạy và học, với cơ sở vật chất ngày càng khang trang để phục vụ đầy đủ cho công tác dạy học. Cán bộ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, tận tâm tận tình với công tác giảng dạy. Vì vậy em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ công ơn của thầy cô và xứng đáng với truyền thống của nhà trường. Bảng thành tích của trường với nhiều bằng khen, cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt là phần thưởng cao quý, đơn vị anh hùng lao động, trường học đầu tiên của tỉnh được nhận danh hiệu này là minh chứng cho một ngôi trường có bề dày thành tích, dạy tốt, học tốt. Trong cái thời gian sắp tới thì nhà trường tập trung vào các cái giải pháp. Một là nâng cao cái chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua các cái hoạt động về đổi mới phương pháp dạy học. Cái việc thứ hai là tập trung vào cái việc là đảm bảo cái kỷ cương nề nếp trong nhà trường, từ cái việc quản lý nề nếp học sinh đến cái việc thực hiện cái quy chế chuyên môn của cán bộ giáo viên. Công việc thứ ba đó là đẩy mạnh các cái phong trào thi đua học tập của học sinh. 95 năm dạy tốt, học tốt của một ngôi trường anh hùng lao động. 95 thế hệ học sinh trưởng thành từ mái trường thân yêu Quốc học Vinh Huỳnh Thúc Kháng. Truyền thống của ngôi trường này đang được cán bộ, giáo viên và học sinh nơi đây tiếp tục giữ vững và nâng vị thế của trường lên một tầm cao mới. Ngôi trường trọng điểm của cả tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, đến đầu tháng 11 năm 2015, sản xuất vụ đông mới đạt hơn 85% chỉ tiêu đề ra. Để đảm bảo năng suất và nâng cao hiệu quả sản xuất vụ đông trong điều kiện bất thuận của thời tiết, nhiều địa phương đang tập trung chỉ đạo quyết liệt. Trong đó, giải pháp mang tính tích cực nhất là chuyển đổi cơ cấu cây trồng và chăm sóc tốt diện tích đã gieo trồng, tăng cường công tác phòng trừ sâu bệnh. Gia đình bà Trần Thị Việt ở xóm 10, xã Liên Thành, huyện Yên Thành, vụ đông năm nay trồng gần 46 ngô nếp trên đất thải lúa. Sở dĩ năm nay gia đình bà chọn giống này bởi đây là cây trồng cạn, có khả năng chống chịu hạn tốt, nhu cầu nước ít, giá cả ổn định. Một mình tôi là làm được 4 sao, theo với năm ngoại là 2,5 năm nay làm thêm thấy ngô trên đồng 2 lúa là năng suất. Thu hoạch là hiện tại là tôi mới thu hoạch lần đầu mà được 700-800 nghìn rồi, còn thì nói chung chưa thu hoạch hết. Xã Liên Thành có gần 47 hecta đất sản xuất vụ đông, chủ yếu là đất thải lúa. Trong khi thời tiết không thuận lợi cho sản xuất vụ đông, xã đã vận động bà con nông dân tập trung chuyển đổi cây trồng. Toàn bộ diện tích đất thải lúa đã được bà con nông dân trồng ngô nếp MX10, rau màu, bầu bí. Huyện, xã hỗ trợ 100% tiền giống ngô, các xóm hỗ trợ khâu làm đất, nên nông dân tích cực chủ động khép kín diện tích gieo trồng trên diện tích chuyển đổi. Hợp tác xã định hướng cho nông dân tiếp tục sử dụng các giống cây trồng đã phát huy lợi thế về năng suất chất lượng của các mùa vụ trước để đưa vào gieo trồng trong vụ đông. Thì ở Liên Thành thì chúng tôi vừa rồi, trong cái vụ này thì chúng tôi liên hệ với các cái máy ở Đô Lương và ở ngoài huyện về làm đất.
thì đảm bảo cái tiến độ làm đất thì nhân dân phấn khởi gieo trồng. Tổng diện tích gieo trồng trên đất hai lúa là của chúng tôi là 45 ha. Và chỉ tiêu của huyện giáo thì 32 ha. Và bên cạnh các ngô thì có cái loại là dưa chuột và cái đầu của đậu leo và rau cải. Tức là dựa cái nền đất của ngô thì họ vài cái cải, sau khi ngô lên rồi họ là cái cải đó họ thu hoạch bên dưa. Thì Yên Thành đã có cả cái cơ chế chính sách để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, như hỗ trợ về giá giống ngô, hỗ trợ về xây dựng cả cái mô hình phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, thì liên danh liên kết trong sản xuất bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân. Đến cái thời điểm hiện nay thì huyện Yên Thành đã cơ bản hoàn thành cả cái chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Ở các huyện vùng màu ven biển, trước tình trạng hạn hán diễn ra gay gắt, ngay từ đầu vụ, các địa phương đã triển khai hướng dẫn sản xuất kết hợp với việc đôn đốc chuẩn bị cung ứng đủ vật tư nông nghiệp như giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Trong đó, cơ cấu giống trong vụ đông cũng đa dạng và ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và thị trường. Những giống lạc đông, năng suất cao, ổn định và phù hợp với điều kiện sinh thái tiếp tục giữ vai trò chủ đạo. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trạm Khuyến Nông các huyện đã phân công cán bộ kỹ thuật xuống địa bàn theo dõi diễn biến của thời tiết, các loại dịch hại để thông tin, giúp nông dân phòng trừ kịp thời. Để tiếp tục là hỗ trợ và nhân cái giống lạc để cho sản xuất vụ đông xuân năm 2016 sắp tới, thì Phòng Nông nghiệp cũng như là Trạm đã có một cái đề nghị với Ủy ban huyện là hỗ trợ để xây dựng một số mô hình cánh đồng mẫu, rồi là một số diện tích lạc để mà cái lạc L14 nguyên chủng để nhằm nhân cái giống lạc L14 cho vụ đông xuân sắp tới. Vụ đông năm nay là so với kế hoạch thì diện tích thì không đạt được, nhưng mà cái giá trị các cái loại cây trồng mà đem lại thì như vậy là có cái giá trị kinh tế cao và đã đạt đến như vậy là trên 90% kế hoạch đã đề ra. Sản xuất vụ đông năm 2015, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 50.000 ha cây trồng ngắn ngày. Nếu chủ động tập trung chuyển đổi cây trồng, áp dụng các biện pháp thâm canh hiệu quả, sẽ cho thu nhập hơn 1.300 tỷ đồng, chiếm 6% tổng thu nhập toàn ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, để đạt được kế hoạch đề ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, thì các địa phương, người nông dân cần chủ động thay đổi tập quán, phương thức tổ chức sản xuất để thích nghi với điều kiện khí hậu, tạo ra năng suất sản lượng cho cây trồng vụ đông. Công điện tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm năm 2015. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, điện. Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm trật tự về môi trường và tài nguyên, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, bệnh viện, khu chăn nuôi tập trung, khai thác cát sỏi trái phép trên các tuyến sông, khai thác lâm sản trái phép tại các rừng phòng hộ, khu bảo tồn thiên nhiên, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là thực phẩm giả, kém chất lượng vẫn diễn ra phổ biến, gây ảnh hưởng tác động xấu đến môi trường, đời sống nhân dân, một số nơi tiềm ẩn về an ninh trật tự. Để tập trung giải quyết tình hình trên, đồng thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm trên lĩnh vực môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu. 1. Các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thành thị khẩn trương thực hiện tốt một số nội dung sau. Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương, của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, như chỉ thị 29 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghị quyết 35 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chỉ thị số 21 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chỉ thị số 06 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan đoàn thể, các tổ chức và tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành luật bảo vệ môi trường, luật khoáng sản, luật an toàn thực phẩm và các quy định của pháp luật có liên quan. Tích cực tham gia tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về các lĩnh vực trên. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, chú trọng công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.
nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về môi trường, tài nguyên, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là ở các khâu thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quy hoạch và cấp giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, thanh tra kiểm tra sau cấp phép, chủ động khắc phục các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực trên, không để đối tượng xấu lợi dụng hoạt động phạm tội và vi phạm, tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa các ngành chức năng và cấp ủy chính quyền cơ sở trong công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực này. 2. Tập trung tham mưu chỉ đạo triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, chú trọng vào các loại tội phạm và hành vi vi phạm nổi lên như các hành vi gây ô nhiễm môi trường, không tuân thủ các biện pháp cam kết về bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản trái phép, chặt phá rừng vận chuyển lâm sản trái phép, mua bán vận chuyển trái phép động vật hoang dã, sử dụng chất cấm trong chế biến thực phẩm. Trong đó yêu cầu Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Y tế, Sở Công thương, Cục Hải quan, Viện Kiểm sát và Tòa án Nhân dân tỉnh, với chức năng, nhiệm vụ của ngành, chủ động phối hợp kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện. Các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện thành thị căn cứ chức năng nhiệm vụ tăng cường và đổi mới các biện pháp tuyên truyền phòng chống tội phạm và vi phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, tăng cường công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực địa bàn phụ trách, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật. Nơi nào để tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân, thì người đứng đầu các sở ban ngành liên quan, chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã ở địa phương đó phải chịu liên đới trách nhiệm. 3. Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị địa phương thực hiện công điện này, kịp thời tham mưu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh động viên khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc và phê bình nhắc nhở các đơn vị địa phương triển khai thực hiện kém hiệu quả đợt cao điểm. Yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh có liên quan, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện thành thị triển khai thực hiện nghiêm túc công điện này, báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 5 tháng 1 năm 2016 và theo định kỳ hàng quý qua Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh để theo dõi tổng hợp báo cáo Bộ Công an, tỉnh ủy theo quy định. Hết công điện. Tới đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Xin kính chào tạm biệt.